Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách chân trời sáng tạo, chủ đề 31, phố xá nhộn nhịp. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài đầu tiên, đó là bài dạo phố. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh sau. À, cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì? À các em ạ, à, trong bức tranh thứ nhất chúng ta thấy đó là hình ảnh bố mẹ và em bé đang đi chơi trò chơi tàu điện trên lửa đấy các em ạ. À. Tiếp tục bức tranh thứ hai, chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh gì? À trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh bố mẹ và em bé đang cùng nhau đi dạo phố đấy các em ạ. À khi đi trên đường thì bạn nhỏ trên tay có cầm chiếc trong trống khuôn à, mặt thì rất là tươi cười rạng rỡ và thích thú đấy các em ạ à vậy là chúng ta thấy khi đi dạo phố thì em thích ngắm gì em ạ khi chúng ta đi dạo phố thì chúng ta thấy cảnh phố xá rất là đẹp đông vui nhộn nhịp và tấp nập người qua lại khi đi dạo phố chúng ta thích ngắm những người đi lại này rồi những đồ chơi được bày bán ở các cửa hàng rồi chúng ta được thích đi công viên chơi thích ngắm những đồ chơi đẹp vậy thì khi đi dạo phố thì chúng ta còn được ngắm những gì nữa bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay đó là bài dạo phố các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ này nhé. dạo phố chiều nay cuối tuần cả nhà dạo phố xe chạy vòng quanh đường chiều gió lộng em cầm trong trống quầy tít trên tay em nhìn mây bay lơ lửng mái phố cùng mẹ cùng bố vào công viên xanh và cả gia đình ngồi trên xe lửa. Bé được ngồi giữa bố mẹ hai bên, xe xuống xe lên, thích ơi là thích. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc bài thơ dạo phố. Để đọc được bài thơ này hay, các em cần lưu ý chúng ta đọc bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm và thể hiện sự thích thú khi được đi chơi phố các em nhé. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Tiếng thứ nhất đó là tiếng lộng. Các em phân biệt là lộng. Trong chóng Trong chóng. Các em phân biệt cho cô âm chờ. Xoay tít. Xoay tít. Các em phân biệt cho cô âm sờ lơ lửng lơ lửng em phát âm là l xanh xanh em đọc là s xe lửa xe lửa xuống xuống em đọc là sờ bây giờ các em hãy đọc lại cho cô giáo những tiếng từ này nhé lộng trong chóng xoay tít lơ lửng xanh xe lửa xuống như vậy cô vừa dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài và khi đọc các em lưu ý chúng ta ngắt nghỉ hơi cho đúng ở đây nhịp thơ chúng ta hết một dòng thơ chúng ta ngắt hơi và cuối dòng dấu chấm của dòng thơ của dòng thơ cuối cùng chúng ta sẽ nghỉ ngơi bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một ở trong bài thơ này được chia làm bốn khổ thơ khổ thơ thứ nhất là bốn dòng thơ đầu khổ thơ thứ hai là bốn dòng thơ tiếp theo khổ thơ thứ ba dòng thơ kế tiếp và khổ thơ cuối cùng thơ cuối Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một nhé. Dạo phố. Chiều nay cuối tuần, cả nhà dạo phố. Xe chạy vòng quanh đường chiều gió lộng. Các em lưu ý trong khổ thơ thứ nhất, chúng ta hiểu cho cô giáo từ vòng quanh. Vòng quanh ở đây có nghĩa là đi vòng quanh, đi qua đi lại vòng quanh thành phố để chúng ta ngắm thành phố đấy. Gió lộng, tức là gió ở đây rất là to. Ta cùng nhau luyện đọc tiếp khổ thơ thứ hai. Em cầm trong tròng, xoay tít trên tay, em nhìn mây bay, lửng lơ mái phố. Ở khổ thơ thứ hai, các em hiểu cho cô giáo từ lửng lơ. Lửng lơ ở đây có nghĩa là ở trên cao và không chúng ta có thể là không không với nên được. Đây là thể hiện đám mây. Đám mây tức là lơ ở trên cao đấy các em ạ. Tiếp tục chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ ba. Cùng mẹ, cùng bố vào công viên xanh cả và cả gia đình ngồi trên xe lửa. Đây chúng ta thấy ở khổ thơ thứ ba là chúng ta hiểu từ công viên xanh ở đây có nghĩa là, là công viên rất là đẹp trong lành xanh mát có nhiều cây xanh ta luyện đọc tiếp khổ thơ thứ tư bé được ngồi giữa bố mẹ hai bên xe xuống xe lên thích ơi là thích như vậy cô trò chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc xong bốn khổ thơ của bài. Bây giờ các em hãy quan sát và tìm cho cô giáo trong bài thơ tiếng có chứa vần yêu. Em ạ, à, trong bài thơ tiếng có chứa vần yêu, đó là tiếng chiều. chờ yêu chiêu, huyền chiều. Tiếng chiều có âm chờ đứng trước, vần yêu đứng sau, thanh huyền trên ê. Tìm cho cô giáo, ngoài bài thơ từ ngữ chứa tiếng có vần yêu, vần yêu em ạ à. ở ngoài bài thơ chúng ta có thể tìm được những từ sau hót líu lo tiếng líu có chứa vần yêu điều khiển giao thông tiếng điều có chứa vần yêu Bây giờ cô giáo có câu mẫu tương ứng với hai từ này câu thứ nhất chim hót líu lo tiếng líu có chứa vần yêu chú công an điều khiển giao thông tiếng điều có chứa vần yêu về nhà các em có thể tìm thêm cho cô giáo một số tiếng từ khác có chứa vần yêu và vần yêu nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài. Dạo phố Chiều nay cuối tuần Cả nhà dạo phố Xe chạy vòng quanh Đường chiều gió lồng Em cầm trong chóng Xoay tít trên tay Em nhìn mây bay lửng lơ mái phố cùng mẹ cùng bố vào công viên xanh và cả gia đình ngồi trên xe lửa bé được ngồi giữa bố mẹ hai bên xe xuống xe lên thích ơi là thích bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài thơ ngày hôm nay câu hỏi thứ nhất bạn nhỏ trong bài thơ làm gì khi đi dạo phố với bố mẹ? Các em ạ, à, trong bài thơ chúng ta vừa luyện đọc thì bạn nhỏ trong bài thơ đã cầm trong chóng trên tay để đi dạo phố cùng với bố mẹ đấy. Câu 2: Khi vào công viên, bạn được chơi trò chơi gì? Các em ạ, à, khi bố mẹ cho bạn vào công viên thì bạn được bố mẹ cho chơi trò chơi tàu điện đấy và khi chơi tàu điện thì bố mẹ đã ngồi hai bên và cho em bé ngồi ở giữa để tránh nguy hiểm khi chơi trò chơi này đấy và khi chơi trò chơi này thì chúng ta thấy tốc độ xe đi rất là nhanh do đó nếu các em được bố mẹ cho đi chơi thì chúng ta phải ngồi cùng bố mẹ người lớn hoặc chúng ta có thể ngồi một mình nhưng phải đảm bảo an toàn không được đùa nghịch khi chúng ta chơi nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần 3, học thuộc lòng hai khổ thơ đầu. Ta cùng nhau đọc lại hai khổ thơ đầu nhé. Chiều nay cuối tuần, cả nhà dạo phố, xe chạy vòng quanh, đường chiều gió lộng, em cầm trong chóng Quay tít tay Em nhìn mây bay Lửng lơ mái phố Như vậy để thuộc lòng được hai khổ thơ này Các em hãy đọc đi đọc lại nhiều lần Để chúng ta thuộc lòng hai khổ này nhé Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo Quan sát tranh Cùng bạn nói về nội dung bức tranh theo các gợi ý sau Các em quan sát bức tranh và trả lời cho cô câu hỏi theo gợi ý sau bức tranh vẽ những gì em ạ à, bức tranh vẽ cảnh bố mẹ đang cho em bé chơi trò chơi đấy và gia đình đang đi chơi công viên họ đang làm gì em ạ à, trong bức tranh chúng ta thấy được rằng khi đi chơi công viên thì bố mẹ đang ngồi nghỉ thế và các con thì chơi trò chơi cầu trượt đấy mẹ thì đang ngồi chơi và ngắm cảnh còn các con thì đã chơi trò cầu trượt như vậy chúng ta có thể nói về nội dung bức tranh này như sau bức tranh vẽ cảnh gia đình đang đi chơi công viên và các bạn nhỏ thì chơi cầu trượt còn bố mẹ thì cảnh ở công viên đấy tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo Nói về những gì em quan sát được trong bức tranh dưới đây. Ta quan sát bức tranh dưới đây và cho cô giáo biết em quan sát được những gì trong bức tranh này. Các em ạ, à, chúng ta nhìn thấy trong bức tranh này đó là đường phố và ô tô đi lại rất là nhiều. Các ô tô khác nhau đi lại trên đường phố và ở đây chúng ta quan sát thấy đó là những tòa nhà cao tầng cây rất là to bầu trời thì rất là trong xanh và đẹp đây chính là cảnh em ạ bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau lên đọc nhé dạo phố chiều nay cuối tuần cả nhà dạo phố xe chạy vòng quanh đường chiều gió lộng em cầm trong trống, cây tít trên tay em nhìn mây bay lừng lơ mái phố cùng mẹ cùng bố vào công viên xanh và cả gia đình ngồi trên đèn lửa bé được ngồi giữa bố mẹ hai bên xe xuống xe lên thích ơi là thích học của cô hôm nay đến đây là hết thân ái tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan lại các em vào ơn các em đã xem video hãy bấm like để ủng hộ kênh comment để nêu ý kiến của bạn đăng ký kênh để được xem video mới